Báo Thái Lan hốt hoảng lo lắng khi sầu riêng Việt Nam cạnh tranh quá mạnh, un xuất sang Trung Quốc. Mến chào các bạn khán giả đã quay trở lại với Việt Nam Stronger. Từng có thời gian lạnh lùng giam lỏng hàng nghìn xe container của thương lái Việt Nam trước cửa khẩu, Trung Quốc mới đây đã bất ngờ quay xe xoành xoạch, hoan hỉ mở cổng để chào đón hàng tấn sầu riêng Việt Nam un xuất sang. Dẫu biết đây là ông bạn khó chơi, nhưng bạn đụng thì Minh Trâm, Việt Nam chớp ngay cơ hội để đường đường chính chính xuất sầu riêng sang thị trường này. Vốn là vua sầu riêng bấy lâu nay của Trung Quốc, Thái Lan đã rơi vào cú sốc thật sự khi bất ngờ bị Việt Nam chen chân vào đấu trường sầu riêng. Báo chí Thái Lan hốt hoảng lo lắng khi nhận rằng mình đã bị Việt Nam cho một nước cờ ngoạn mục. Thái Lan đã nói gì? Mời các bạn hãy cùng mình đi tìm hiểu thực hư phía sau, đồng thời cùng lắng tai nghe những điệu bộ lời lẽ như chọc vào tai của những người Thái Lan dành cho Việt Nam sau cú sốc tinh thần này nhé! Các bạn thân mến, sau nhiều năm chờ đợi, lô sầu riêng tươi hơn 100 tấn từ Việt Nam cuối cùng cũng đã đến cửa khẩu hữu nghị quan của tỉnh Quảng Châu ở Trung Quốc và lần đầu tiên được thông quan theo đường chính ngạch để xâm nhập vào thị trường này. Theo trang kinh tế Trung Quốc, lô sầu riêng được vận chuyển sang thị trường Trung Quốc lần này là những quả sầu riêng được trồng ở tỉnh Đắk Lắk. Trái sầu riêng Đắk Lắk không chỉ to mà còn có hạt nhỏ, cùi dày, mùi rất là thơm, là một loại trái cây hảo hạng không thể bỏ qua. Đại diện của công ty bán lẻ hoa quả Pagoda, đơn vị phân phối lô sầu riêng này của Việt Nam tại thị trường Trung Quốc tiết lộ, sau khi sầu riêng Việt Nam về đến kho của Pagoda, công ty sẽ tung ra tất cả các kênh. Người tiêu dùng Trung Quốc không chỉ có thể mua những trái sầu riêng Việt Nam tại các cửa hàng ngoại tuyến của Pagoda, mà còn thông qua các trang thương mại điện tử khác. Đúng là các bác lãnh đạo chưa bao giờ làm chúng ta thất vọng. Dân tình đang nóng như lửa đốt. Các bạn làm sao có thể ngồi yên để mặc cho sầu riêng Việt bị mất đường tiến? Bằng chứng là khi những hình ảnh, thông tin đầu tiên về sầu riêng Việt được xuất sang Trung Quốc, cư dân mạng xứ Trung lại dạo dực đòi xếp hàng đi ăn thử. Trái cây Việt Nam ngon tuyệt hảo, đề nghị nhà nước mở cửa nhập khẩu sầu riêng Việt Nam nhiều hơn. Vừa ngon, vừa rẻ, tại sao không nhập? Tôi không mấy ấn tượng tốt với người Việt, nhưng sầu riêng Việt Nam thực sự quá đỉnh. Nếu được bán qua Thượng Hải, tôi sẽ là người mua đầu tiên. Hãy bán sầu riêng Việt Nam trên mạng, trực tuyến sẽ dễ mua hơn. Tôi rất sợ phải xếp hàng vì tôi biết sầu riêng Việt tại đây rất hot. Wow, các bạn thấy đấy, dù mới chỉ là bắt đầu thâm nhập vào thị trường Trung Quốc, song doanh nghiệp xuất khẩu sầu riêng của Việt Nam đã chốt ngay được những đơn hàng cực lớn với các nhà nhập khẩu. Điều này khiến cho Thái bắt đầu bất an. Theo tờ Kaijuha, việc Việt Nam vừa đạt được thỏa thuận xuất ngạch chính ngạch sầu riêng sang Trung Quốc chắc chắn sẽ gây ảnh hưởng cực lớn đến thị phần của sầu riêng Thái Lan tại Trung Quốc. Đưa tin về sự kiện này, một đợt sóng những video với chung một nội dung: tại sao Việt Nam lại được nhập khẩu sầu riêng sang Trung Quốc và tình hình Việt Nam sau khi được xuất sầu riêng thoải mái, giá cả như thế nào, được đăng tải rầm rộ trên mạng xã hội Thái Lan. Mình xin phép được đọc lại một số bình luận tiêu biểu cho các bạn cùng nghe nhé. Việt Nam có quá nhiều ưu thế về sầu riêng so với Thái Lan. Tôi rất lo lắng bởi Việt Nam nắm bắt cơ hội rất nhanh. Hãy nghĩ giải pháp ngay từ bây giờ, đừng để Việt Nam vượt mặt. Tôi sống ở Thái Lan, vẫn hằng mong quả sầu riêng, bưởi, thanh long, dứa, chuối, chôm chôm, vải, nhãn từ Việt Nam. Tôi ăn rồi, nó có vị khác lạ so với bên mình, thật đáng buồn. Sầu riêng Việt rất rẻ, chắc chắn sẽ được lòng Trung Quốc. Trung Quốc là một thị trường tham rẻ. Nếu Việt Nam không cẩn thận, sẽ có thể bị đóng biên lần nữa. Vị thế của Thái Lan nhất định sẽ được duy trì. Đừng để Việt Nam qua mặt như việc xuất khẩu gạo. Nếu Thái Lan muốn thuyết phục Trung Quốc rằng họ là một cường quốc sầu riêng, họ cần phải chứng minh rằng sầu riêng của họ vượt trội so với Việt Nam. Nhưng hiện nay, điều đó dường như rất xa vời. Xét theo khách quan mà nói, sầu riêng của Việt Nam có giá cạnh tranh hơn hẳn so với các đối thủ trong khu vực. Chưa kể, thời gian và quãng đường vận chuyển tới Trung Quốc ngắn hơn chắc chắn sẽ giúp sầu riêng Việt chiếm ưu thế so với hàng Thái. Không giấu được sự lo lắng, theo tờ Kaijonghua, chính vì nhu cầu tiêu thụ sầu riêng của người tiêu dùng Trung Quốc rất lớn mà các nước láng giềng đã trồng sầu riêng với quy mô lớn và Việt Nam chắc chắn là một trong những đối thủ mạnh nhất của Thái Lan. Tương tự như trong hoạt động xuất khẩu gạo, với tư cách là các nước xuất khẩu gạo lớn nhất thế giới trong nhiều năm, nhưng Thái Lan cũng đã bị Việt Nam vượt qua. Và hiện Thái Lan chỉ còn đứng phía sau vị trí thứ 3 sau Ấn Độ và Việt Nam mà thôi. Việc sầu riêng có lặp lại con đường cũ trong tương lai hay không là điều đáng lo ngại đối với người Thái. Điều đáng chú ý là giá của sầu riêng Việt Nam rẻ hơn 3-4 lần so với sầu riêng miền Nam Thái Lan. Sầu riêng miền Nam Thái Lan có giá là 300 bạt trên 1 kg, tương đương với 190.000 Việt Nam đồng. Còn sầu riêng Việt Nam thì chỉ có giá là 50.000 Việt Nam đồng mà thôi. Nguyên nhân chính là do sản lượng sầu riêng ở miền Nam Thái Lan thấp. 1 triệu cây sầu riêng chỉ cho sản lượng khoảng 20.000 tấn trên một năm mà thôi. Đồng thời càng khiến Thái Lan có lý do để rơi vào hoảng hốt.
Theo trang Kinh tế Trung Quốc, khi Trung Quốc và Việt Nam tiếp tục tăng cường liên kết kinh tế, lấy trái sầu riêng làm trung gian, sẽ có nhiều công ty Trung Quốc phát huy lợi thế của mình, đầu tư vào thị trường sầu riêng, cho phép người tiêu dùng nước này thưởng thức trái sầu riêng thơm ngon, giá rẻ của Việt Nam một cách thuận tiện hơn. Những năm gần đây, nhiều loại trái cây của Việt Nam đã được đông đảo người tiêu dùng Trung Quốc đón nhận. Trước sầu riêng, thanh long, dưa hấu, vải thiều, nhãn, chuối, xoài, mít, chôm chôm, măng cụt, chanh leo của Việt Nam đã được phép nhập khẩu chính ngạch vào Trung Quốc. Như vậy, đến nay, Việt Nam đã có 11 loại trái cây được phép xuất khẩu chính ngạch vào thị trường này. Riêng với sầu riêng, dự kiến diện tích cũng như là sản lượng được phép xuất khẩu sẽ còn tăng lên trong thời gian tới. Tuy nhiên, cơ hội chỉ thật sự được tận dụng khi chúng ta tuân thủ đầy đủ, nghiêm ngặt các quy định, chuẩn mực từ thị trường láng giềng phương Bắc. Đây cũng là bài học kinh nghiệm quý báu cho các nhà lãnh đạo và quản lý cũng như là các nhà sản xuất nông sản của Việt Nam hiện nay để tiến tới nền sản xuất chất lượng, nông sản cao, vượt ra khỏi thị trường khác khó tính hơn, nhưng lâu dài hơn. Không riêng gì Trung Quốc. Mình đã đọc được một số dòng bình luận trên các video có nội dung liên quan, đa phần là mọi người đều mong muốn Việt Nam có sự thay đổi trong thời gian tới. Ngành nông cần thay đổi cách trồng cây ăn quả, kết hợp với việc bảo quản và chế biến thì mới mong anh bạn Trung Quốc không làm khó ta được nữa. Việt Nam nhỏ nhưng không yếu, không dễ bắt nạt được Việt Nam nha anh Tập. Sầu riêng Việt vẫn thu hút dân Trung Quốc cực kỳ, đau một lần rồi thôi, vấn đề là phải nhìn rộng ra, có khi không may lại là một đường hướng phát triển mới cho sầu riêng. Rất vui từ bây giờ trở đi chúng ta được xuất trực tiếp sầu riêng sang Trung Quốc. Bà con nông dân hãy tuân thủ nghiêm ngặt những quy định của thị trường này để tương lai bền vững nhé. Trước thông tin này thì mình vẫn cho rằng là mưa lúc nào thì mát mặt lúc đó, không nên mừng quá sớm. Bởi đây là thị trường biến động, chúng ta vẫn nên tìm kiếm cơ hội để dấn thân vào thị trường bền vững. Phải công nhận, để không còn tình trạng đóng biên khép cửa trong tương lai, chúng ta phải ra sức tìm kiếm nhiều thị trường mới. Đó cũng là một cách mà chúng ta tự cứu lấy mình. Và tất nhiên, chúng ta phải thận trọng khi làm ăn với Trung Quốc trong tất cả các lĩnh vực. Con đường nào cũng có ngã rẽ, không bao giờ có đường cùng cả. Mình cho rằng Trung Quốc là thị trường rất khó tính, bởi ngoài yếu tố kiểm soát chất lượng, họ còn quan tâm đến vấn đề kiểm soát dịch COVID-19. Đây là một trong những yếu tố mà tôi luôn nhấn mạnh trong các hội nghị rằng chúng ta phải lưu ý việc này vì họ đang áp dụng chính sách Zero COVID-19. Việt Nam mất 4 năm đàm phán để có thể đưa trái sầu riêng xuất khẩu chính ngạch sang Trung Quốc. Tuy nhiên, việc giữ được thị trường này cần sự nỗ lực hơn nhiều nữa. Lô sầu riêng đầu tiên xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc không phải đích đến cuối cùng mà chỉ là những bước bắt đầu cho hành trình phát triển ngành hàng sầu riêng chuyên nghiệp. Đặc biệt, đây sẽ là bước đệm để sầu riêng Việt Nam đặt chân lên các thị trường khó tính hơn. Theo chân những trái sầu riêng đầu tiên xuất khẩu theo đường chính ngạch sang Trung Quốc ngày hôm nay là niềm tin và hy vọng của người nông dân, doanh nghiệp nhằm xây dựng và phát triển hình ảnh thương hiệu sầu riêng Việt Nam cùng với các nông sản Việt Nam nổi bật trên trường quốc tế. Nếu nhà nước quyết tâm thì dân ngại gì quyết chiến đúng không nào? Phải tìm hướng đi cho nông sản Việt Nam. Nông sản Việt đã có chỗ đứng, Trung Quốc vẫn sẵn sàng nhập hàng nông sản Việt Nam. Nhất định chúng ta sẽ giải quyết được bài toán nông sản nan giải hiện nay. Các bạn ơi, đến đây thì mình phải nói lời chào tạm biệt để khép lại video. Cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã theo dõi và đừng quên đồng hành cùng với chúng mình thông qua Vietnam Stronger các bạn nha. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại.